Chào mừng mọi người đến với kênh MMO của mình nha. Video này mình sẽ giới thiệu mọi người một chương trình lấy web nhận 0.1 token GFSV khoảng 100 đô các bạn. Con token này đã list trên sàn Uniswap, Hobbit, Bobit nghe bạn. Rồi để tham gia giá các bạn list bằng link mô tả, mở Telegram các bạn bấm start chat cho bot nghe bạn. Rồi các bạn join vào airdrop nè. Rồi nhiệm vụ đầu tiên thì join kênh seller nè. Rồi bạn mới đáp lại các bạn join tiếp kênh channel này. Phần đây mình coi chat nó có gì không. Rồi bạn mới đáp lại các bạn. Rồi các bạn follow theo word nữa. Follow theo word và request sẽ pin bot. Rồi các bạn nhập vào theo word nha bạn. Rồi các bạn theo dõi này nha các bạn. Thì các bạn con này nó tự quyết làm sao mà bị phải các bạn like các bạn tự quyết nữa nha các bạn mình tay lại rồi các bạn bắt đếp nữa mà rồi các bạn tiếp kênh trailer nữa các bạn rồi các bạn bắt đếp lại các bạn bấm vào nút submit detail nè. Rồi thôi các bạn join kênh group Angela không các bạn bấm đón nha các bạn. Follow Twitter Refix cỡ lỡ username UGL. Rồi địa chỉ username UGL của Twitter các bạn nha các bạn bấm cộng MMO. Các bạn mở trang trader của tất cả các bạn nha. Cộng MMO các bạn gọi bằng gỡ nha các bạn. Rồi hỏi nó có join có follow không? Rồi các bạn bấm accept complete nha bạn. Rồi các bạn vào địa chỉ giấy chút wallet, message wallet ra các bạn copy địa chỉ các bạn gửi cho bot nha bạn. Các bạn sao chép nè. Các bạn bắt cho nha bạn. Các bạn gửi nè. Rồi các bạn bấm sao tiếp. Rồi mình đã nhận được 0.1 token nè các bạn. Vậy vì đây là link ghép các bạn đánh ghép chia sẻ cho bạn bè. Vậy video này kết thúc nha các bạn. Vậy chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo của mình nhé.